bàn làm việc HRP160C7I1HRP160C7I1 HRP thiết kế mặt chữ L sử dụng chất liệu gỗ melamin. Khung chân bàn bằng sắt ovan sơn tĩnh điện cao cấp. Bàn văn phòng trang bị hộp tủ liền chân với một ngăn kéo và một khoang cánh mở, diện tích bàn lớn có thể đặt được các thiết bị máy móc hoặc các tài liệu một cách rất thoải mái, Hiếm tôn đột lỗ nan hoa trang trí ở phía mặt trước, chân bàn có gắn các nút nhựa giảm trầy sức sàn nhà khi dịch chuyển. Chọn lựa một chiếc bàn như HRP160C7I1 là một điều phù hợp bởi sản xuất từ nội thất hòa phát thương hiệu nổi tiếng ở Việt Nam hơn nửa giá thành khá hợp lý để sử dụng. Bàn văn phòng chân sắt HRP160C7I1 là sản phẩm được đánh giá cao bởi thiết kế đẹp màu sắc hài hòa cùng với các tính năng rất tiện lợi giúp người sử dụng có thể làm việc một cách hiệu quả nhất đáp ứng tốt được các mục tiêu công việc đề ra. Nếu thấy video hay và ý nghĩa các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất nhé.